Theo như một số thông tin mà các bạn đã biết hoặc là một số thông tin mà các bạn chưa biết, thì trong vòng khoảng 1 cho đến 2 tháng vừa qua, đó là sự ra mắt của Intel thế hệ thứ 10. Intel thế hệ thứ 10 có rất là nhiều nâng cấp về AI, về xử lý đa phương tiện, về xử lý đa nhiệm và cũng như là Optane. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn giải đáp Optane là gì và sự lựa chọn giữa SSD cũng như là HDD phối hợp với Optane, phương pháp nào sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Bắt đầu video nhé. Đầu tiên chúng ta cần làm rõ bộ nhớ Intel Optane là gì. Bộ nhớ Intel Optane là công nghệ thông minh giúp tăng tốc khả năng phản hồi của máy tính. Bộ nhớ này sẽ truy cập vào các tài liệu, hình ảnh, video và ứng dụng các bạn thường sử dụng của máy tính và ghi nhớ lại sau khi mà bạn tắt nguồn. Từ đó giúp bạn giảm thời gian chờ khi sáng tạo, chơi game hoặc sản xuất nội dung. Vậy thì còn nguyên lý hoạt động của Intel Optane là sao? Intel Optane hoạt động như là một bộ nhớ đệm, là cầu nối giữa CPU, RAM và ổ cứng để dữ liệu có thể được truyền tải nhanh hơn. Cụ thể thì thay vì CPU và RAM phải chờ ổ cứng thực hiện các tác vụ xử lý, thì nay đã có thể lấy dữ liệu trực tiếp từ bộ nhớ đệm Optane, từ đó tăng tốc độ đọc và tăng khả năng xử lý lên gấp nhiều lần so với lại ổ cứng HDD hoặc thậm chí là SSD. Intel Optane chia ra làm hai loại, đó là Intel Optane M10 và Intel Optane H10. Đầu tiên là Intel Optane M10 thì nó sẽ có chuẩn giao tiếp M2 hỗ trợ BIOS cho Optane. Bộ mạch chủ phải sử dụng chipset của Intel và hỗ trợ CPU Intel thế hệ thứ 7 trở lên. Đặc biệt là nó chỉ tương thích với lại Windows 10 64-bit và các bạn cần phải cài đặt thêm driver để có thể sử dụng được Intel Optane. Thứ hai đó là Intel Optane H10 được ra mắt vào giữa cuối 2019. Với Intel Optane H10 thì các bạn còn có thể kết hợp với lại SSD chứ không còn chỉ là hoạt động với HDD nữa. Với Intel Optane H10 thì các bạn sẽ có 3 tùy chọn dung lượng, đó là SSD 256GB kết hợp với Intel Optane 16GB. SSD 512GB thì các bạn sẽ có Optane 32GB. Hiệu năng thì tốc độ truy xuất của nó có thể đẩy lên rất nhanh, lên đến vào khoảng là 2400MB/giây khi đọc và 1800MB/giây khi ghi dữ liệu. Khởi chạy tài liệu nhanh hơn gấp 2 lần và khởi chạy trò chơi nhanh hơn 60%, mở tạp phương tiện nhanh hơn đến 90% trong quá trình mà các bạn sử dụng đa nhiệm. Về cấu hình vật cứng và phần mềm thì nó chỉ tương thích với Windows 10 64-bit, hỗ trợ CPU Intel thế hệ thứ 8 trở lên và cần cài đặt thêm driver để có thể sử dụng được Intel Optane. Vậy thì điểm lợi của Optane khi chúng ta so sánh với SSD đó là nó có thể ngang ngửa, thậm chí là tốc độ còn nhanh hơn cả một con SSD M2 có dung lượng ổ cứng chứa lớn hơn rất nhiều so với lại SSD cùng tầm giá. Đó là một số thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn về SSD cũng như là HDD và Optane. Vậy còn khuyết điểm của Optane cũng như là SSD thì sao? Mời các bạn cùng xem tiếp. Nhược điểm của Optane đó là như thế này. Ví dụ như các bạn mua một thanh Intel Optane 16GB cho một cái ổ cứng HDD 2TB. Với những file nhỏ lẻ như là load game hoặc là các project nhẹ nhàng thì ok. Tuy nhiên, khi các bạn dựng một project Premiere với một cái video camera xuyên suốt tầm khoảng 17GB trở lên, thì khi các bạn dựng phim, video này sẽ trở nên khá chậm và quay trở lại đúng với tốc độ HDD truyền thống thông thường. Với một game thủ thì trường hợp này hầu như là không xảy ra. Tuy nhiên, với một người làm việc chuyên nghiệp, khi xử lý các file lớn như là môi trường làm nghệ thuật phim ảnh chiếu rạp, kiến trúc và làm việc nhiều với một project đô thị chẳng hạn, thì đó là một file rất lớn nên Intel Optane sẽ khó lòng mà đáp ứng được. Còn lại với các file nhỏ khi mà các bạn load game hoặc là load Windows thì Intel Optane sẽ kết hợp với HDD, sẽ cho tốc độ vừa nhanh vừa có dung lượng lớn hơn SSD rất nhiều. Ok, và đó là tất cả những điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn về Optane kết hợp với HDD cũng như là khi mà các bạn sử dụng một SSD rời thôi. Những cái phương pháp này thì nó luôn mang lại một cái lợi ích nhất định hoặc
nó luôn kèm theo một cái khuyết điểm. Mỗi nhu cầu của người dùng sẽ có một cái mục đích khác nhau để sử dụng những cái thiết bị riêng biệt khác nhau. Có một số người thì người ta sử dụng những cái SSD, có một số người thì người ta lại sử dụng những con HDD server, có một số người thì người ta lại muốn xử lý những cái file 4K, tức là những cái file nhỏ nó nhanh nhất, thì người ta sẽ sử dụng HDD cộng với Optane. Ok, và đó là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với các bạn về Optane. Vẫn như mọi khi, nếu xem xong video này các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn vào nút subscribe cũng như là bấm vào nút chuông nhỏ khi mình cả đống sub để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào của TechNewRun trong tương lai. Mình là Châu Công Ba và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye.